cái tin mà thầy nói là trị được cái bệnh của anh á là mấy hôm rồi? À, ba bốn hôm rồi. Dạ. À, rồi mấy hôm nay là cảm thấy nó có cái niềm tin cũng như là vui lên ha. Dạ. Tin điện tin mai là mai lên chỗ thầy đó, rồi ổng alo lại, ổng chưa rảnh ba bốn ngày, ổng rảnh thì ổng điện cho lên. Dạ. Cho đi chị luôn. Cái bé Tâm sao, cảm mừng anh vui không? Vui hả? Bữa giờ có nhiều ông bà cô chú điện ở thăm không? Dạ có. Ừ, có điện. Dạ. Có chú ở Bình Dương á. À. Gọi lại cho số điện thoại ông thầy á. À. Gọi qua cho ông thầy cho ba nói chuyện bệnh gì gì đó. À, là gọi cho bé Tâm hả? Dạ. Ừ. Cũng có nhiều người xin số điện thoại á. Với lại một số thì mình cũng xem trên đó, cũng thấy số điện thoại bé Tâm trên đó. Anh có để trên video á. Ừ. Bữa giờ có ai hỗ trợ gia đình mình không? Dạ, hay ngoài hỏi thăm đó? Dạ có, mấy chú cũng hỗ trợ. Cái này nắng mình. Ừ. Dạ cũng hỗ trợ chuyển khoản cho chỗ cậu em á. Ừ. Chịu, mấy chú chịu gì đó. À, gửi cho anh chịu. Dạ. Dạ em xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên em gửi đến cả nhà là chúc sức khỏe bình an và gửi đến toàn thể quý khán giả đang xem trên kênh Quý Xe Tộc của em. Dạ thì ngày hôm nay em có quay lại một cái hoàn cảnh của gia đình anh Tham và bé Tâm. Anh Tham bị làm hồ mà tai nạn cục hết một cái chân nữa cả nhà. Thì bây giờ em cũng đang đến ngôi nhà của anh ở phía trước. Đó là bé Tâm, con gái của anh. Thì bây giờ là em quay lại đây để mà cũng có được một số tiền của mình Thương Quân giúp đỡ cho gia đình, cũng trước mắt là đến thăm sức khỏe của anh. Vừa rồi anh cũng đi khám bệnh đó cả nhà, nghe đâu là bác sĩ nói là không còn có thể chữa trị được nữa, thì bây giờ em đến đây để mà thăm sức khỏe của anh. Dạ thì bây giờ là em mời cô chú anh chị cùng đi theo em vào bên trong căn nhà của anh Than và bé Tâm. Rồi chào bé Tâm nha. Cơm chưa Tâm? Dạ, dạ này tình hình sức khỏe không sao rồi anh? Tắt lên những cái đèn nha. Cũng vậy mà. Hơi tối. Nói ông đi ở Bình Dương á. Dạ. Ông giới thiệu ba chỗ thầy ở Cần Thơ. Điện thầy hai ba ngày trước á, ông nói ngày thứ hai. Dạ. Cho lên cho ông chị được. Dạ. Giờ hồi nãy điện hồi nãy ổng bận hả? Ổng bận 2-3 ngày gì đó, cho ổng điện lại cho lên. Rồi mấy ngày nữa mới lên? Ổng nói 3-4 ngày nữa ổng rảnh. Dạ 3 ngày nữa mới rảnh. Dạ, dạ. Tâm lên đây ngồi Tâm ổng, đó là thầy hay sao? Thầy. Dạ. Cần Thơ cho ổng nói quận Ninh Kiều. Cần Thơ, quận Ninh Kiều. Dạ. Là có liên hệ qua gia đình mình là nói là cái căn bệnh của ba bé Tâm là có thể chữa được hả Tâm hả? Ông nghe mà mừng quá vậy. Rồi mình có nói là bệnh tình của mình vậy đi khám bệnh này kia vậy không? Dạ nói ra bây giờ bệnh viện Phúc Trang viện Cần Thơ chị không được. Dạ. Điện cho thầy có người ông giới thiệu. Dạ. Ở Bình Dương á. Vì nói thầy chị bệnh được nói nhẹ, ổng nói nhẹ. Ừ. Nghe được vậy thì cũng rất là vui, mình cũng có cái hy vọng để mình trị cái bệnh của mình đó. Dạ. Ừ. Mấy hôm nay rồi anh uống thuốc đó, bệnh viện đưa đó, rồi sao anh Tham? Cũng vậy hả? Có bớt đau hay là? Này bữa ngày thứ hai á, đi khám cho thuốc uống. Tại vì gì khám? Bớt sưng. Bớt sưng hả? Này thấy bớt sưng rồi nè. Dạ. Đi khám hết lần nữa. Bác sĩ nói sao anh? Bác sĩ nói cái thương này lạnh rồi mà lâu. Lạnh rồi mà hơi lâu. Dạ. Cho thuốc một tuần rồi nào đi khám đi, người ta cho thuốc uống rồi. Cũng có tí hy vọng đó nha. Dạ. Em cũng hy vọng khi mà tới với ông thầy chữa trị đó. Dạ. Thì giúp cho anh vượt qua cái biết đâu thầy chữa được rồi cái hết rồi khỏe rồi sao. Dạ khỏe rồi. Khỏe là mình
mừng quá. Dạ, mấy nay ăn ngủ được không anh Thanh? Được. Được hả? À, uống thuốc. Nghe thầy nói chị được mừng đó. Nghe là mừng ha. Dạ. Tuy chưa có biết như thế nào, phải lên gặp thầy cái đi, nhưng mà nghe được vậy là cũng mừng rồi. Dạ. Bữa giờ thì nghe bác sĩ nói thì cũng buồn gầu đúng không? Dạ. Bé Tâm sao? Có mừng không? Vui không? Dạ. Vui hả? Bữa giờ có nhiều ông bà cô chú điện hỏi thăm không? Dạ có. Có điện. Dạ. Có chú ở Bình Dương á. À. Gọi lại cho số điện thoại ông thầy á. À. Em gọi qua cho ông thầy cho ba nói chuyện bệnh gì gì đó. À, là gọi cho bé Tâm hả? Dạ. À. Cũng có nhiều người xin số điện thoại á. Với lại một số thì mình cũng xem trên đó cũng thấy số điện thoại bé Tâm trên đó. Anh có để trên video á. Bữa giờ có ai hỗ trợ gia đình mình không? Dạ, hay ngoài hỏi thăm đó? Dạ có mấy chú cũng hỗ trợ. Cái này nắng mình. Ừ. Dạ cũng hỗ trợ chuyển khoản cho chỗ cậu em á. Ừ. Chịu mấy chú chịu gì đó. À, gửi cho anh chịu. Dạ. Ừ. Như hôm bữa là có anh gì hôm bữa anh chuyển hẳn cho thức. Có. À, bữa đó anh làm gì cho anh quên. Chứ anh thì ở thành phố á. À. Gọi lại nó khoảng thứ sáu thứ bảy lại xuống đi. Dạ. Chưa thấy chắc là xuống thăm mình luôn hả? Dạ, xuống thăm ba luôn. Dạ. Ồ. Chưa thấy hả? Dạ. À, chắc là chắc bận việc á, chưa xuống được. Dạ. Trời, này có bé nè, nay hết bệnh chưa? Hôm bữa bị sốt sốt lên nay hết rồi hả? Dạ. Cưng coi nha. Rồi Tấn thì cũng đi làm rồi hả? Dạ, đi làm. Tấn thì cũng có anh Tấn có gửi cho em 1.000.000 đồng á. Dạ. À, thì em hôm nay thì em đến đây thăm, trước mắt là thăm thì cũng trao cái số tiền của anh Tấn đó cho dạ. gia đình luôn ha. Dạ. Rồi mình nói chuyện sao? Dạ. Nha. Dạ. Hay Tâm nhận cái Tâm cái tiền của anh Tấn. Dạ. Tại vì hôm nay thì em có chuyến đi gần đây á, nên là sẵn ghé luôn, chứ tính chuyển khoản qua luôn. Dạ. Dạ. Vậy là số tài khoản là của cậu. À, của cậu ha. Dạ. Thì qua video thì cũng gửi lời cảm ơn đến anh Tấn, xem được cái hoàn cảnh gia đình của cái Tâm với anh Thanh đây thì cũng rất là thương, cũng như là gửi một chút lòng của mình. Dạ. Dạ. Em cũng cảm ơn anh Tấn. Dạ. Đã ủng hộ. Dạ. Nay thì đến đây thì nói chung là cái câu chuyện của anh Thanh nó có lúc vui lúc buồn, có lúc hôm bữa thì đến nó rất là buồn khi mà nghe được cái tin gì đó. Ừ. Hôm nay thì nói chung là lại có một cái tia hy vọng nữa rồi. Dạ. Là thầy đó là anh có quen biết gì không ta? Không quen biết gì hết. Dạ. Ông nói là nào ông 2-3 ngày 3-4 ngày gì đó ông rảnh ông điện cho dạ. lên. Ông ở nhà. Dạ. Ông điện cho lên rồi ông cho điều trị. Dạ. Nhà gì đó. Ồ. Thầy ở Cần Thơ thì cũng có một thầy rất là hay. Không biết có phải thầy đó hay không, nhưng mà đúng thầy đó thì cũng có phần may mắn luôn. Mình chưa biết tư, chưa tin nha. Chưa biết nha. Dạ. Dạ. Thì có địa chỉ gì hết chưa anh Hà? Chưa, ông nói nào lên thì ông cho địa chỉ. À. Lên mới cho địa chỉ. Dạ. Dạ. Ông hứa 3-4 ngày. Hứa 3-4 ngày nữa hả? À. Tại hôm qua là anh Tham cứ liên hệ em là nói ngày mai đi đúng không? Tính mai đi nè, rồi ông điện rồi nãy mới điện anh lại. Ông nói ông chưa gặp nó nào 3-4 ngày vậy đó, ông cảnh ông điện cho lên. Dạ. Vậy đó. Rồi, tính ngày mai đi thì mai tranh thủ đến đây để cũng như là hỏi thăm cũng như là chia sẻ đến quý khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân để cho nắm được cái tình hình cái hoàn cảnh của anh Thanh á. Thì được rồi, người ta giúp mình đi bệnh viện mà như vậy thì chắc mọi người rất là buồn. Yeah. Hôm nay được nghe được cái tin này thì cũng rất là hy vọng luôn. Yeah. Cũng có nhiều khán giả là muốn đưa ba bé Tâm á lên trên thành phố, lên Chợ Gãy gì đó. Yeah. Để khám một lần nữa được như thế nào. Yeah. Thì lên trên đó nữa mới chắc ăn. Muốn lớn mà coi thầy sao thì phải gì bây giờ đi coi thầy đi cho thầy trị bệnh cái đi ha. quá vui rồi nha. Cũng rất là mong mà khi mà gặp thầy thì thầy trị hết căn bệnh của anh. Quán hai thì cái sinh hoạt nó vẫn giống vậy hả anh ha? Có khác gì không? Không khác. Vậy. Mình uống thuốc hổm gà đó mình thấy nó cũng vậy à. Uống thuốc cũng vậy. Ừ. Không cái gì chứ hả? Không.
không có lễ cái điều gì hết. Mình là ít uống nước thì chịu ra đau, uống nhiều cái đỡ đau. Khi mà đi tiểu là anh có cảm giác gì không? Không cảm giác gì không có. Là tự đi gì luôn đó. Đi cậu cũng vậy. Ngọt. Hơi mắc mắc vậy là đi. Từ về cửa là chứ anh bé là như nó liệt hút dưới luôn. Dạ. Nhức nhiều không? Té không biết dò luôn. Dạ. Giờ biết đau. Giờ đau hả? Biết đau. À, biết cái thoáng là tê. Đừng đi mình tập. Dạ. Vẽ dò bên nó đợi. Vậy là bây giờ là mình muốn ly ra là mình trị cái căn bệnh là để cho mình mỗi sinh hoạt nó trở lại bình thường đúng không? Dạ. Ở trong nó đâu có đau không? Không có đau. Uống nước ít nó hơi đau. Đau thì hơi không nổi. Đau tôi luôn tiểu. Dạ. Uống nước ít nó đau. Vì anh chỉ có uống nước nhiều vô, có khi là cái nước nó cũng giúp cho mình mau hết luôn. Nước nhiều lắm. Cái chú sợ không? Vậy mình thấy mừng ngủ cũng thấy được. Dạ. Anh nói là người, lúc mà anh hay được cái tin đó là khi nào thấy không? Dạ. Cái tin mà thầy nói là trị được cái bệnh của anh đó là mấy hôm rồi? À, ba bốn hôm rồi. Còn hôm rồi. Dạ. Rồi mấy hôm nay là cảm thấy nó có cái niềm tin cũng như là vui lên ha. Dạ. Tin điện tin mai là mai lên chỗ thầy đó, rồi ổng alo lại ổng chưa rảnh, bà cũng hay ổng rảnh thì ổng liền cho lên, cho địa chỉ luôn. Chắc thì làm thầy mà cũng có nhiều người chữa trị nên là cũng hơi bận rộn. Dạ. Thầy cũng biết được căn bệnh của mình rồi thì chắc thầy trị được nên thầy mới. Thầy nói này cũng dễ hả? Nhẹ. Cũng dễ hả? Nói sao kỳ ta, sao bác sĩ mà lại không làm được? Thầy này hay. Mình nghĩ là căn bệnh là bác sĩ cũng không có hướng điều trị được rồi. Nhưng mà có thầy nói dễ ha. Thầy nói dễ. nói dễ mình nghe ông nói mừng. Dạ. Nghe mừng ha. Dạ. Biết đâu được. Dạ. Biết đâu được. Khi mà khán giả xem cái video của anh á thì cũng có một vài khán giả cho số điện thoại của ông thầy ở đâu trên phố á. À. Nghe đâu là chị cũng không có lấy tiền. À. Thì một lát nữa thì em cũng gửi số cho anh, rồi có gì anh tìm cái hướng điều trị ha. Dạ. Tại vì người ta cũng muốn giúp mình á. À, gửi cho luôn ha. Đúng rồi, đưa anh đi rồi có gì anh điện hỏi thử. Thì trước tiên giờ anh đi một người nào đó thôi để coi có cái hướng điều trị khác không. Nếu như mà không có nữa thì mình cũng nhờ đi cái đó thì cũng tới thành phố, thầy đó cũng tới thành phố. Nghe nói là chị cũng hết rất là nhiều người. Thì mình cũng mừng đây là có cái hướng điều trị cho anh. Em gửi anh đi rửa mặt. Đi rửa mặt hả? Chị hết đó, mình nè, thấy anh Thanh này vui vẻ quá. Mình cuộc sống mình nên lạc quan chút xíu thì bệnh mình nó cũng mới mau hết được, mình ăn uống nhiều nó cũng mau không có hết bệnh. Cứ lạc quan lên đi anh ơi. Ăn uống nhiều vô nè, khi cái bệnh tình nó ổn lại nó sẽ khỏe. Chứ anh đừng có buồn. Mấy ngày mình ăn ít mà ăn 3-4 lần chén 10 chén vậy đó. Ăn nhiều mỗi lần. Dạ. Mà lúc trước ăn được. Dạ. Ăn sáng mì gói gì đó tới trưa chiều. Dạ. Nhưng thấy anh Thanh là ăn nhiều uống nước nhiều cũng rất tốt mà, nhưng mà anh kiểu khó tập thể dục. Tập thể dục chứ mình ngồi nằm nhiều quá cũng không tốt. Được. Bình thường là anh nằm mà nhiều hay gì anh Thanh? Nằm mấy tháng trước lên không nổi, đứng ở đây mình đứng hồi là nó lưng mình nó nổi. Cái này kiếm một hai cái chia cái anh gác dài á, khi anh chống hai tay nè thì anh tập cái dục nó dễ dàng hơn. Nó để xe lăn mình cầm đây bên mình đi từ từ. Có một
còn có một chân, mà cái chân rất là yếu nữa, nó mất cảm giác rồi nên là anh đi đứng rất là khó khăn. Bây giờ chân em mạnh thì mình đỡ, mình đi nặng được. Dạ. Tập thể dục mà nó khỏe lại cái chân á thì kia anh cũng đi được, cũng dễ dàng hơn. Dạ. Cái tâm nghe ba vậy đó, rồi có tin không? Có tin là căn bệnh của ba sẽ hết không? Dạ. Có niềm tin không? Dạ có. Niềm tin ha. Và tính ngày nay là vẫn làm suốt anh làm suốt luôn. Chủ nhật tối tăng ca làm 9 giờ. À tối. Ủa ngày hôm qua là tối là chủ nhật mà. Làm luôn. Trời ơi. Chủ nhật mà vẫn làm luôn. Làm. Dạ. Ừ. Ra quá. Sợ không có sữa có gì luôn. Dạ, sợ không có sữa nha. Ráng lo cài thầy. Có một mình à nên ráng làm. Mấy ngày đây có mưa gió rồi nhiều không ha? Có gió. Mưa gió. Hôm nay cũng có anh có ngoài cái sạc cả ngày thì ngồi trên giường á thì có xem tin tức này kia không? Coi. Có anh hỏi ha. Coi. Thấy. Cơn anh ba cơn anh đó. Ba cơn luôn. Rồi cây ngã 2-3 người chết ấy. Dạ. Cũng gần đây đó. Cũng gần cái lúc chân mình. Huyện Trần Đề á. Đây ngoài này có cây lớn, cây nhỏ nhỏ nên chỗ ngủ cây cao rồi giờ sợ. Gió quá trời gió luôn. Sáng tắt tâm nấu cái gì cho ba ăn? Chưa mua đồ ăn. Mua đồ ăn hả? Dạ. Đi chợ hay sao? Hay không, là đợi người ta lại bán tới nhà. À, người ta lại bán tới nhà. Trời giấc này 10 giờ mà chưa nấu gì ăn luôn. Chưa, người ta mới lại. Cơm chiên. Gọi Út mua bó rau. Rồi xe hàng bông quá hả? Sáng hay gì? Sáng chưa ăn. Sáng chưa ăn hả? Sao nhịn đói tới chưa giỏi vậy? Em muốn ăn sáng. Cơm còn ba dữ quá, chiên lại. Chiên lại chưa ăn. Cơm qua còn rồi chiên lại. Không quen ăn sáng, khoảng 1-2 giờ mấy em ăn lần. Trời ơi, ăn trễ dữ. Mất đau tử. Đau tử á. Phải em quen. Cái giấc sáng mình là quan trọng nhất. Cái gì cũng ăn cái trong quận là vậy đó, quen rồi nên là chỉ ăn cơm thôi chứ ít có ai ăn sáng, chỉ có dân chợ rồi ta thường ăn sáng. Còn trong quận ăn cơm thôi, mình cũng vậy nên cũng quen, bao lâu mình cũng bỏ ăn sáng luôn, ăn cơm thôi. Và ăn cái gì bé Tâm nấu, tự nấu hay là anh Thanh nấu? Bé Tâm làm. Tâm tự nấu. Tự nấu hả? Thì mình ăn đấy. À chứ không phải là anh chọn món. Không, gì cũng dễ ha. Dạ. Có gì ăn mấy chả. Dạ, cũng dễ. Có anh trai nãy mới thấy anh trai đâu ta? Đi ra ngoài. À đi hả? Bé rồi, bé đâu? Nó theo Út đi. Đi theo Út đi chơi ha. Ở đây là cái căn nhà của gia đình nè cả nhà. Bữa giờ nghe nói là bão mưa giông lớn đó. Cũng là tới kìa. Bữa gió lớn. Gió mưa một ngày. Mấy cái cây cũng một cái chân, một chân hết rồi. Nên là cũng sợ lắm nha. Bữa mình có dự tính mà mình đổ mấy cái cột cũng chưa làm ha anh Thanh? Chưa. Lo cái bệnh trước đúng không? Lo bệnh trước. Nhà này nói chung là quan trọng. Mấy cây cột nó một hết trơn rồi. Đon nó thì còn mới nhưng mà mấy cây cột nó một. Bây giờ trời mưa gió rất là sợ. Cái cây gì mình cũng nó đỡ chút xíu, như cây tre nó bọng ở trong ruột á, khi mà mình cắm xuống đất rồi ít tháng sau là nó gụi ngang cái nó dễ đứt chân á. Dạ tôi bị lận rồi ở mở bị sập nhà, sập nhà cũ hả? Ngã luôn. À sập nguyên cái nhà xuống luôn. Dạ. Dạ. Lúc đó trời mưa hay là bình thường nó sập luôn? Gió mưa. Vậy đó. Cái cột mình nở mình đâu biết là nó như thế nào. Đó là hai lần rồi, con Tâm người đó còn mới mấy tháng à. Các bên mẹ đó. Dạ. Các nhà bên mẹ đó là ngã hết một lần rồi. Nhà cũng cỡ nhà đây cũng nhỏ hơn nữa. Cũng cột tre luôn ha anh ta. Cột tre. Dạ. Cái tre này nó một bất ngờ lắm, mình đâu biết đâu. Dạ. Thấy cũng ở trên bị cứng vậy đó, nhưng mà phía dưới thì mình không biết được. Dạ. Ý anh Thanh đặc hẩm là muốn đổ mà hai cây cột đúc là cầm hai cây cột cái thôi. Dạ. Là cho nó cứng là để cho nó đừng có bị sập. Dạ. Cái tên này mình cũng dừng lại bình thường. À. Vậy nó đỡ tốn chi phí. Tốn còn mới kẹp cái cột. Quan trọng là hai cây cột cho nó cứng thôi. Dạ. Gió giông thì mình cũng không sợ. Dạ.
cột thì chắc em cây cũng mấy trăm á anh ha. Không biết nữa, giờ dược liệu mặt từ nó mất không biết là làm như trời, cũng rất là mong khi mà tiến giả thì xem được, thì nói chung là nếu mà thương cho gia đình của anh ta, nếu cái tâm thì cũng như hỗ trợ cho gia đình. Nói chung là nhà thì cột đồ này kia thì nó mục hết rồi đó cả nhà, mưa gió thì rất là nguy hiểm. Còn số tiền được rồi thì mình cũng giúp, nói chung là trước mắt là để lo bệnh cho anh ta trước đi, rồi sau này mới tính tiếp. Nhưng rất là nhiều khán giả, nhiều người rất là quan tâm đến cái gia đình mình á, rất là thương. Thương cái bệnh tình anh rất là lo luôn. Lần này đi 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 chỗ thầy lần nữa rồi sau và em thì vui lắm. Sao về rồi đi về mà hết luôn là bắt đầu đi bán vé số được đi, là khỏe rồi ha. Đi bán vé số. Bán vé số lần này anh rất là vui, có cái niềm tin anh cứ cười miết rồi cả nhà. Mình đi bán được có tiền mình trang trải trong cuộc sống khỏe, đỡ lo. Ngày mình được chống tở, mình đỡ đồ ăn giúp con rồi. Chứ giờ ngồi ở nhà không có tiền vô mình bệnh vô, mình bệnh bị nặng nữa. Mình ở nhà mình đi đâu cũng được, mình suy nghĩ rất lâu, nhức đầu. Khó. Mình đi đi được rồi khỏe trong mình đi tiểu bình thường thì mình đi bao nhiêu số khỏe đi đâu xa xa chút có vui vẻ đỡ ở nhà buồn. Đúng, ở nhà ngồi biết gì buồn lắm. Chịu. Mình đi tới lui được còn đỡ nhiều. Cái Tâm đọc số điện thoại của bé Tâm lại cho quý ông bà cô chú được biết đi bé Tâm. 0359 589 051 là số điện thoại của bé Tâm đó cả nhà. Thì tại vì công việc của tụi em cũng chạy miếng nên là quý ông bà cô chú nào mà có xem được cái hoàn cảnh thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của gia đình luôn để hỏi thăm. Thì có nhiều ông bà cô chú nhắn tin xin số á, từ khi mình trả lời chậm á. Em hồi đó muốn tin đi chợ rẫy rồi. Rồi 2-3 ngày thấy ông kia là điện lại cho ba thầy á, coi thầy á. Điện giới thiệu cho thầy. Rồi mình nghĩ là muốn đi chỗ thầy trước đi, chợ rẫy mình sao đi. Chợ rẫy sao? Nếu đi chợ rẫy là phải đường xa, phải tốn kém rất là nhiều chi phí nữa. Chỗ thầy mình ổng nói chị được. Thì mình mừng rồi đó. Sức khỏe của anh thấy cũng vẫn bình thường. Đường xa rồi, chi phí. Bây giờ bệnh viện ở đây đã người ta không trị rồi, người ta đâu có cho mình giấy mà để đi lên trên đó đâu. Nếu mà mình vượt tiếng thì lên trên đó cũng khó anh Thanh. Đúng không? Mình vừa lên chợ gãy bây giờ tốn tiền nhiều lắm. Tốn rất là nhiều tiền, mình sợ mình nằm mà chứ không nổi. Đúng rồi, mình đi về vừa tốn tiền mà lại bệnh mình không hết á. Sợ gì đó. Thì bệnh viện Cần Thơ Sóc Trăng giờ người ta đâu có cho giấy chuyển viện lên trên đó đâu. Không cho. Nếu đi chợ gãy thì cũng rất là khó đó cả nhà. Mình quên đi cái vụ mà lên trên đó thì đường xá xa rồi, một phần là xe cộ tốn kém nè, rồi không giống mình vượt tiếng nữa, lên trên đó thì cái chi phí nó cao lắm. Trước mắt thì đợi cái tin anh gặp thầy coi như thế nào. Đợi thôi, giờ chỉ biết đợi thôi. Thầy nói coi được rồi, mình chưa đi tới, mình chưa biết nói gì. Là được thì mình ở đó 4-5 ngày từng gì đó cho ông chỉ. Nói thì qua chương trình của tụi em thì anh có cái lời nào muốn gửi đến quý khán giả như là quý Mạnh Quân mà từ trước giờ mà hỗ trợ cũng như là quan tâm tới câu chuyện của mình không anh Tâm? Con cảm ơn ông chú bác anh chị em đã từ đầu giúp đỡ cho con đi cho tiền đi bệnh viện. Rồi bệnh viện chị không được, rồi có một người thầy nói chị được, rồi con xin cảm ơn chúc ông bà cô chú bác anh chị em mạnh khỏe làm ăn phát tài. Con cảm ơn anh gửi lời, anh rất là vui anh gửi lời đến quý khán giả. Cảm ơn mình không có gửi lời nào mấy Tâm. Xin cảm ơn cô bác gần xa đã giúp đỡ cho gia đình con tới được hôm nay.
có điều kiện để cho ba đi trị bệnh ha. Dạ. À. Em cảm ơn ba đã giúp đỡ gia đình. Người ta cũng cố gắng nha, cố gắng để lo cho ba. Và chắc em chào anh Thanh luôn ha. Chúc ba nhiều dạ. Dạ. Em cũng rất là mong khi mà anh hết bệnh đó, em rất là mong cái ngày đó để tụi em đến, nói chung là anh cái bệnh anh sẽ khỏi, còn như anh có một công việc nào đó để có cái thu nhập để giúp đỡ cho gia đình ha. Dạ. Dạ. Chắc bây giờ em cũng xin tạm cái video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Rồi anh chào Tâm luôn ha. Chào anh Thanh, chào bé Tâm luôn. Giờ tụi em cũng đi những hoàn cảnh khác. Dạ. Video của anh em của tụi em xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. Thì em cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho gia đình anh Tham và bé Tâm. Và em xin chân thành cảm ơn. Và đến đây em cũng xin được khép video tại đây. Và cũng rất là mong sẽ gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.